Trên màn hình các bạn đang thấy là một của chuỗi nghệ thuật. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, là một của chuỗi nghệ thuật. Đó là tác phẩm của nghệ sĩ hài người Ý, Muzio Catlan, một nghệ sĩ nổi tiếng với những ý tưởng điên rồ và châm biếm. Của chuỗi này có tên là Comedian, một trong những tác phẩm gây tranh cãi và kỳ lạ nhất trong giới nghệ thuật. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2019, khi Muzio Catlan quyết định rằng nghệ thuật đã quá nghiêm túc và cần một chút gia vị. Thay vì tạo ra những bức tranh trừu tượng khó hiểu hay những tác phẩm điêu khắc khổng lồ, ông đã chọn một vật phẩm rất bình dị và quen thuộc, một của chuối. Và thế là Comedian ra đời, một của chuối được dán lên tường bằng băng keo. Hãy tưởng tượng nhé, bạn bước vào một triển lãm nghệ thuật nổi tiếng, nhìn thấy một của chuối dán trên tường và tự hỏi, đây là cái gì vậy? Một món ăn nhẹ cho những nghệ sĩ đói bụng. Nhưng không, đây là một tác phẩm nghệ thuật trị giá 120.000 đô la Mỹ. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Của chuối này không chỉ là một của chuối, nó còn là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị hơn cả một chiếc xe hơi cũ. What? Bro, what are you talking about, man? Khi thông tin về của chuối Comedian được công bố, phản ứng từ công chúng giống như một cơn sóng thần. Một số người cười ngặt nghẽo, trong khi những người khác thì không thể tin được vào mắt mình. Làm sao một của chuối lại có giá trị như vậy? Họ hỏi như thế. Thực lòng mà nói, tôi cũng tự hỏi như vậy. Tôi đã từng nghe nói đến nghệ thuật đương đại, nhưng đây là một cấp độ hoàn toàn mới. Oh my God! Wow! Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Một ngày nọ, trong khi mọi người vẫn đang bàn tán về của chuối, một nghệ sĩ khác tên là David Dutoner đã quyết định thử nghiệm tác phẩm này. Ông đã đến triển lãm và bằng một động tác nhanh như chớp, đã ăn luôn của chuối. Đúng vậy, ông đã ăn một tác phẩm nghệ thuật trị giá 120.000 đô la Mỹ ngay trước mắt mọi người. What? Hành động này đã khiến mọi người phải ngã ngửa. Ôi không, anh ấy đã phá hủy nghệ thuật. Một người phụ nữ kêu lên. Nhưng David đã bình tĩnh giải thích rằng hành động của ông là một phần của nghệ thuật. Tôi không phá hủy nó, tôi đang trải nghiệm nó, ông nói. Và tôi không thể không mỉm cười với cách giải thích này. Thật sự, đây là một cách nhìn mới mẻ về nghệ thuật. Bây giờ, chúng ta hãy quay lại với câu hỏi lớn. Tại sao lại là một của chuối? Catlan đã có một ý tưởng tuyệt vời khi chọn một vật phẩm bình dị như vậy. Khi bạn nhìn vào của chuối, bạn không chỉ thấy một món ăn ngon mà còn thấy sự tươi mới, sự hài hước và một chút lỗ bịch. Nó giống như một lời nhắc nhở rằng nghệ thuật không phải lúc nào cũng nghiêm túc và phức tạp. Đôi khi, nó chỉ cần một chút ngẫu hứng và sự vui vẻ. Catlan đã khéo léo lồng ghép yếu tố châm biếm vào tác phẩm của mình. Ông muốn cho thế giới thấy rằng nghệ thuật có thể được tạo ra từ bất cứ điều gì, kể cả những điều đơn giản nhất. Ai mà biết được rằng một của chuối lại có thể gây ra tranh cãi và thảo luận sôi nổi đến vậy. Khi Comedian ra đời, nó đã không chỉ đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một hiện tượng văn hóa. Nó đã mở ra nhiều cuộc thảo luận về giá trị, sự tiêu dùng và ý nghĩa của nghệ thuật. Tôi tin rằng nhiều nghệ sĩ sẽ được truyền cảm hứng từ tác phẩm này và bắt đầu thử nghiệm với những ý tưởng điên rồ hơn nữa. Có thể trong tương lai, chúng ta sẽ thấy những tác phẩm nghệ thuật kỳ quặc hơn. Từ một chai nước đến một chiếc bánh mì. Và biết đâu đấy, một ngày nào đó, một của dưa hấu sẽ trở thành tác phẩm nghệ thuật triệu đô. Nghệ thuật không có giới hạn, và điều đó thật tuyệt vời. Comedian đã tạo ra một cú sốc trong thế giới nghệ thuật, khiến người ta phải suy nghĩ lại về giá trị của nghệ thuật và cách mà nó được tiêu thụ. Tác phẩm đã mở ra một cuộc đối thoại về những gì thực sự có giá trị trong nghệ thuật và xã hội. Tác phẩm này cũng khuyến khích các nghệ sĩ khác thử nghiệm và khám phá những ý tưởng mới, không bị ràng buộc bởi các quy chuẩn truyền thống. Comedian đã trở thành một biểu tượng cho sự tự do sáng tạo và khám phá trong nghệ thuật. Tác phẩm đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư và người sưu tầm, tạo ra một xu hướng mới trong thị trường nghệ thuật. Việc một của chuối có thể được bán với giá cao như vậy đã khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về các giá trị trong thị trường nghệ thuật hiện đại. Của chuối Comedian của Muzio Catlan không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, nó là một cuộc phiêu lưu đầy hài hước và bất ngờ. Từ những phản ứng trái chiều của công chúng đến những hành động bất ngờ của David Dutoner, câu chuyện xung quanh của chuối này đã tạo ra nhiều cuộc thảo luận thú vị và mở ra những quan điểm mới về nghệ thuật. Nó nhắc nhở chúng ta rằng nghệ thuật không phải lúc nào cũng nghiêm túc. Đôi khi, một của chuối cũng có thể mang lại nhiều tiếng cười và cảm hứng. Và cuối cùng, hãy nhớ rằng, trong thế giới nghệ thuật, mọi thứ đều có thể xảy ra, ngay cả khi đó chỉ là một của chuối.